6 là 15 triệu anh em nha. Giá tại cửa hàng. Anh em mua thì anh em sẽ phải có đổi nguồn điện 100V. Đấy. Cũng như là thêm dây dợ dây tín hiệu anh em nha. Loa là nặng 22 cân một thùng, độ nhạy 92. Mắc chịu tải 140W 6 ohm. Âm ly 230W 8 sỏ. Dòng âm ly rất hay và tiếng có thương hiệu của hãng Sansui rồi. Bộ này là anh em sẵn chơi luôn, ghép vang và là karaoke được anh em nhé.